Minimart Hương Tuấn xin kính chào quý khách. Tưng bừng khai trương giá sốc cận lốc khuyến mại. Minimart Hương Tuấn khai trương tại địa chỉ khu 5 thị trấn Thanh Thủy, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ, gần trung tâm y tế huyện Thanh Thủy. Với nhiều chương trình khuyến mại hấp dẫn, mua hàng nhận ngay quà tặng giá trị, giảm giá trong tuần lễ khai trương với rất nhiều mặt hàng giá sốc. Minimart Hương Tuấn chúng tôi cung cấp rất nhiều mặt hàng đáp ứng đầy đủ mọi nhu cầu thiết yếu hàng ngày của mọi gia đình, bao gồm hoa quả nhập khẩu chính ngạch đảm bảo chuẩn vệ sinh như nho Mỹ, táo Envy, táo Gala, táo Queen, các mặt hàng tươi sống như ba chỉ bò Mỹ nhập khẩu, hải sản đông lạnh, rau củ quả đông lạnh, cùng rất nhiều mặt hàng thiết yếu như bánh kẹo, nước uống, sữa chua, sữa nước các loại, đồ chơi trẻ em, sản phẩm đồ khô như nấm hương, mộc nhĩ, các loại ô mai và rất nhiều đặc sản vùng miền. Đặc biệt, Minimart Hương Tuấn còn cung cấp các thực phẩm thực dưỡng như mắm chất lâu năm, nước tương lâu năm, gạo lứt, các loại sốt, kho quẹt cùng nhiều gia vị nguyên liệu hữu cơ. Chúng tôi luôn đề cao tiêu chí sạch, an toàn và tiện lợi. Tưng bừng khai trương, cơ sở đầu tiên tại tỉnh Phú Thọ cùng vô vàn các chương trình khuyến mãi được giảm giá đặc biệt được áp dụng từ ngày 31 tháng 12 năm 2021 đến ngày 29 tháng 1 năm 2022. Ngoài ra, khi quý khách mua hàng tại Minimart Hương Tuấn sẽ được tích điểm thẻ ưu đãi hoàn trả tiền mặt cho lần sau và thanh toán qua nhiều ngân hàng, ví điện tử. Quý khách hãy nhanh chân đến với Minimart Hương Tuấn để tham quan mua sắm và trải nghiệm các dịch vụ của chúng tôi. Chương trình khuyến mãi được áp dụng khi quý khách mua hàng trực tiếp tại cửa hàng. Hệ thống Minimart Hương Tuấn luôn hân hạnh phục vụ quý khách. Minimart Hương Tuấn, giá rẻ cho mọi nhà. Xin trân trọng kính mời. Minimart Hương Tuấn xin kính chào quý khách. Tưng bừng khai trương giá sốc cận lốc khuyến mại. Minimart Hương Tuấn khai trương tại địa chỉ khu 5 thị trấn Thanh Thủy, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ, gần trung tâm y tế huyện Thanh Thủy. Với nhiều chương trình khuyến mại hấp dẫn, mua hàng nhận ngay quà tặng giá trị, giảm giá trong tuần lễ khai trương với rất nhiều mặt hàng giá sốc. Minimart Hương Tuấn chúng tôi cung cấp rất nhiều mặt hàng đáp ứng đầy đủ mọi nhu cầu thiết yếu hàng ngày của mọi gia đình, bao gồm hoa quả nhập khẩu chính ngạch đảm bảo chuẩn vệ sinh như nho Mỹ, táo Envy, táo Gala, táo Queen, các mặt hàng tươi sống như ba chỉ bò Mỹ nhập khẩu, hải sản đông lạnh, rau củ quả đông lạnh, cùng rất nhiều mặt hàng thiết yếu như bánh kẹo, nước uống, sữa chua, sữa nước các loại, đồ chơi trẻ em, sản phẩm đồ khô như nấm hương, mộc nhĩ, các loại ô mai và rất nhiều đặc sản vùng miền. Đặc biệt, Minimart Hương Tuấn còn cung cấp các thực phẩm thực dưỡng như mắm chất lâu năm, nước tương lâu năm, gạo lứt, các loại sốt, kho quẹt cùng nhiều gia vị nguyên liệu hữu cơ. Chúng tôi luôn đề cao tiêu chí sạch, an toàn và tiện lợi. Tưng bừng khai trương, cơ sở đầu tiên tại tỉnh Phú Thọ cùng vô vàn các chương trình khuyến mãi được giảm giá đặc biệt được áp dụng từ ngày 31 tháng 12 năm 2021 đến ngày 29 tháng 1 năm 2022. Ngoài ra, khi quý khách mua hàng tại Minimart Hương Tuấn sẽ được tích điểm thẻ ưu đãi hoàn trả tiền mặt cho lần sau và thanh toán qua nhiều ngân hàng, ví điện tử. Quý khách hãy nhanh chân đến với Minimart Hương Tuấn để tham quan mua sắm và trải nghiệm các dịch vụ của chúng tôi. Chương trình khuyến mãi được áp dụng khi quý khách mua hàng trực tiếp tại cửa hàng. Hệ thống Minimart Hương Tuấn luôn hân hạnh phục vụ quý khách. Minimart Hương Tuấn, giá rẻ cho mọi nhà. Xin trân trọng kính mời!